Mọi người chiêm ngưỡng bộ sưu tập thời trang của tớ này. Tớ vừa mới biết Siêu muốn trở thành nhà thiết kế thời trang đó. Đó cũng là một nghề tuyệt vời, nhưng tớ thấy mình may quần áo giỏi hơn là thiết kế. Tớ cũng thích lên đồ cho các bé búp bê nữa nè. Samantha đâu rồi? Cùng chơi nào mà tôi ơi. Samantha, cậu đâu rồi? Cùng chơi nào. Samantha, bạn yêu ơi. Gì vậy Sam? Samantha, hôm nay là một ngày tuyệt vời để chơi bóng đá. Đi chơi Sam, cậu phá hỏng hết mọi thứ rồi. Ta dành cả tiếng đồng hồ để làm cái này á, giờ thì nó rách hết cả rồi. Ước gì hôm nay không chơi bóng được rồi mọi người ơi. Samantha, bộ sưu tập thời trang của cậu không cứu được rồi. Nhìn này, tớ còn dùng cả băng dính mà cũng không khá nổi. Đi ra chỗ khác đi, tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa. Thì tớ đi đây, nhưng cho tớ tặng cho cậu một món quà xin lỗi nhá. Quà xin lỗi á? Đúng thế. Chọn đi, không cần phải cảm ơn tớ đâu. Hay ha, cậu quyết định kỷ niệm ngày bộ sưu tập của tớ nát bươm bằng bóng bay hả? Không, cậu muốn thắng Siêu bằng bộ sưu tập thời trang đúng không? Siêu chế mấy bộ đồ từ bóng bay nè. Siêu có ý tưởng hay đấy, thì xem ai mới là nhà thiết kế tuyệt nhất nào. Thế lời cảm ơn của cậu đâu hả? Hầu mọi người ơi, tớ vừa nãy ra một ý tưởng tuyệt vời cho các bé búp bê này rồi. Ý tưởng này đạt tầm show diễn thời trang cao cấp luôn đấy nha. Cậu có quên thứ gì không? Đúng lúc thế, cảm ơn cậu. Quay trở lại với cái đầm thôi nào, như tớ đã nói, nó sẽ được tạo ra để trình diễn thời trang. Chắc vậy ha. Cái gì? Cậu đã bao giờ thấy người mẫu thời trang nào mà mang bong bóng không? Đây là ý tưởng thiết kế có thật đó nha, bản sao nhỏ có một món có thật đó. Sao tớ lại còn cố giải thích làm gì chứ? Được rồi, tớ chỉ cần mặc nó vào. Như thế này. Còn giờ là cái này, đây nha. Luồn sợi dây chun này qua mảnh này rồi tròng qua đầu nha. Thế là xong. Cậu không thấy mặc bong bóng như thế này thì hơi bị nóng cho người mẫu hả? Thôi đi bạn tôi ơi, mau tới xem cái đầm này chất chưa này. Tớ nói thật đấy, đầu của tớ ướt đẫm mồ hôi luôn rồi đây này. Còn mà cái đầm trông ổn đấy. Mọi người ơi, hôm nay tớ sẽ tạo ra 5 bộ trang phục búp bê cực chất luôn. Hãy đón xem nhé, tụi mình sẽ có một cuộc khảo sát ở cuối video đó. Yeah, tớ thích các cuộc khảo sát. I'm a singlet, I'm a singlet, I'm a singlet, I'm a singlet. Ba-da-ba-da-bam. Giờ tớ sẽ làm một món đồ cực kỳ thú vị luôn nhá cả nhà yêu ơi. Một bộ jumpsuit sành điệu. Đầu tiên tớ sẽ cắt quả bóng như thế này. Cẩn thận nha. Giờ thì cắt một đường nhỏ ở đây. Thế là tụi mình có hai mặt bóng tách biệt như thế này, thấy không? Tớ cắt thêm một đường mỏng nữa. Từ từ chậm rãi thôi nhá. Xong rồi đây. Giờ cắt phía dưới như này. Xong rồi. Tớ sẽ cần thêm một quả bong bóng nữa. Mình sẽ làm cái áo từ nó đấy. Hình như cậu vẫn đang làm trang phục đó hả? Đúng thế, lần này là một bộ jumpsuit. Jumpsuit không phải là cho em bé mặc hả? Không, xem cậu nhầm rồi. Tớ chả bao giờ nhầm cả. Cơ mà cậu làm một cái mũ từ bong bóng cho tớ nhá. Ủa, chứ ai bảo thấy nóng mà. Thôi để tớ tự làm luôn. Còn tớ thì mặc xong đồ cho bé búp bê này rồi nè. Tớ chỉ phải điều chỉnh quai yếm nữa là xong. 1 và 2. Nhìn dễ thương cực luôn. Nếu mọi người thích bộ jumpsuit này hơn cái đầm thì nhớ bình luận nhé. Chuyện đó quan trọng với tớ lắm ạ. Cậu, một bé Sam cute có thể có được một bộ jumpsuit như thế làm hả? Làm cho xong cái mũ của cậu trước đi đã. Làm cho xong cái mũ của cậu trước đi đã. La 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 la, Samantha nhìn cái mũ tớ làm nè. Giờ thì tớ biết chắc chắn cậu không phải là đối thủ cạnh tranh của tớ rồi. Tất nhiên, cậu có làm phần đầu đâu, ít nhất cũng làm thử một cái mũ đi coi. Tớ có ý tưởng còn hay hơn cái mũ của Sam nữa, và tớ cũng cần bóng bay luôn đó. Trước tiên thì làm cái quần đùi mini cho bé búp bê cái nào. Mình sẽ cắt ở đây, phơi ở đây, đúng thế. Dễ cực luôn nha. Giờ thì mặc vào nào. Mong là nó sẽ vừa. Tuyệt, hoàn hảo luôn, đẹp quá đi. Giờ thì tớ sẽ làm cái áo nhá, cắt quả bóng bay như thế này. Cái áo này sẽ có cả hoa văn đó nha. Và nó sẽ là một cái áo bất đối xứng, nó chỉ có quai ở một bên thôi.
phải khoét một cái lỗ cho cánh tay nè. Một cái hình tam giác nhỏ xíu là được rồi. Đến giờ thì vẫn ổn đấy, tuyệt vời. Giờ thì tớ sẽ mặc thử nó nha. Cố lên nào. Tớ thấy ý tưởng của cậu dần dần sáng tạo hơn rồi á. Thế giới thời trang chả có ốc quần như này đâu á nha. Đây chỉ mới là bước đệm thôi. Tớ sẽ dùng thêm một quả nữa. Nhìn kỹ nè. Tớ sẽ cắt vài đường ở đây với ở đây để tạo ra các hình dáng độc đáo. Tớ chả hiểu gì cả. Mặc cái này lên người búp bê nhá, rồi cậu sẽ hiểu thôi. Đấy nha, một chiếc váy đáng yêu nè. Bộ đồ này nhìn chả thoải mái thế nào luôn á. Nó không cần phải thoải mái, nó chỉ cần đẹp là được rồi. Yêu, thiết kế thời trang đúng là kỳ lạ mà. Được rồi, trang phục tiếp theo của tớ cần hai quả bóng bay. Hai cái này, tớ sẽ dùng quả bóng màu vàng để làm áo nhá. Cắt phần đầu đi, rồi cắt ở phần dưới. Lần này tớ phải cắt ra hai cái nách áo. Nhớ cắt tam giác nhỏ xíu luôn nhá. Xong, giờ thì tớ sẽ mặc nó lên người búp bê. Cẩn thận nào. Nhìn thì mặc dễ mà hóa ra thật là khó. Cố lên Samantha, cố lên, cố lên. Một tràng vỗ tay cho Samantha. Xong rồi. Giờ thì làm một chiếc váy từ quả bóng bay dễ thương này nha. Cái váy này sẽ có hai lớp. Tớ sẽ lấy phần trắng để làm lớp đầu tiên. Cho búp bê mặc nó luôn nè. Xem, cậu không muốn giúp tớ à? Ừ nha, nhưng khi cậu trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới thì tớ mong nhận được email từ cậu đấy. Thế thì tớ sẽ phải nói với Sue là cậu nói cho tớ biết chuyện ý tưởng bóng bay của Sue. Thôi được rồi, cậu cần giúp gì nè? Giúp gì nữa, tớ làm sắp xong rồi đây. Xem chiếc váy tuyệt đẹp tớ vừa làm ra nè. Tuyệt hay không thì phải hỏi người xem chứ. Mọi người có thấy váy này đẹp hay không vậy? Nhớ bình luận vào bên dưới nhá. Và thiết kế cuối cùng của tớ sẽ là một cái đầm buổi tối xinh xắn. Không phải bà Coco Chanel nghĩ ra nó rồi à? Bà ấy tạo ra một cái đầm đen nhỏ chứ bộ. Còn chiếc váy của tớ có màu nào cũng được hết á. Ví dụ như là màu tím lấp lánh cho anh xả này. Ủa thì cũng như nhau mà. Thế giới thời trang xem trọng chi tiết hơn xem ạ. Mau thử chiếc váy này lên búp bê xinh đẹp của chúng ta nào. Chỉ cần một quả bóng bay và thế là ta đã có một cái đầm cực đẹp rồi. Thiết kế thời trang cũng đâu có khó quá đâu nhỉ. Tớ thấy mình cũng phải làm thử nó mới được. Mọi người ơi, hôm nay Samantha đã tạo ra 5 dáng vẻ cho các bé búp bê đó. Riêng tớ thì thích bộ jumpsuit nhất. Thế còn cả nhà thích bé người mẫu nào nhất đấy? Mau viết ra trong phần ý kiến bên dưới nha. Và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ nha. Hẹn gặp lại, tạm biệt. Thank you.